chia sẻ là trong công việc hay trong nhiều vấn đề ấy, thì khi là một người quyết đoán bạn thích những cái điều đó, và chính vì thế nó khiến đôi khi là một người không có được một cái sự thống nhất trong một quyết định nào đó, thì được đây có phải là một cái rào cản khó khăn khi mà yêu một trên một người không thống nhất nhiều chứ? Hay là đến khi luôn là người FA quyền. Thật ra là khi mà đưa ra quyết định gì đó thì nói chung cả hai bên đều góp ý, nhưng mà thường cái người quyết định cuối cùng đều là Thi quyết định. Hiển thì nói đúng ra là làm người ta gọi là cái luật bù trừ, Hiển cố vấn cho Thi. Nếu không có Hiển thì nhiều khi Thi không dám làm. Nhưng nhiều khi ông hay chúi dại. Cụ thể có một lần nào đó? Không, nghĩ Thi thích mua bán quần áo. Ông chúi mình mua đi, mua cho dòng về bán từ từ. Nhưng mà có những lúc ông ấy bảo mình là phải làm cái này cái kia thì rất là đúng. Cái điều đấy là bạn học từ cái gì hay là từ cái trải nghiệm của bạn? Có những vấn đề như là kinh doanh nhà hàng thì chỉ là có thể nó hơi xa lạ đối với Hiển. Thích kinh doanh hơn Thi. Hiển thích mở nhà hàng, mở quán cà phê, tức là thích làm cái gì đó thuộc về kinh doanh. Đúng là cái máu của cái gia đình truyền thống là kinh doanh. Còn Thi thì thích hát hò cơ, thích tức là thích cái gì thuộc về nghệ thuật. Nên là mà những cái thuộc về nghệ thuật như Thi thì không kiếm ra tiền. Nói thật là kiếm ra tiền ở mức độ nó đủ sống, nhưng mà không thể nào nói là mua nhà lầu xe hơi khủng khiếp thì không thể. Thành ra là cái máu Hiển thì Hiển cứ kích thích Thi là phải kinh doanh, lúc nào cũng phải ép phải mở cái này mở cái kia, xong nó lâu ông nghĩ đấy, tức là như thế thì thành ra là nó cố vấn được cho nhau, nó sẽ đỡ hơn. Hai người thì rất là gắn bó với nhau, thì cái vừa nhắc đến gia đình Văn Hiển thì cái câu chuyện của hai người là cái sự đối mặt của hai người với cái tình yêu của mình với gia đình bình thường. Thế mà để Hiển nói cho Thi thấy bình thường. Thật ra nói chung đối với gia đình thì gia đình không có phản đối nhưng mà cũng không có chấp nhận. Cho nên là cái thời gian đầu thì đa số là Hiển Thi là đều giấu, không có công khai. Bởi vì biết là gia đình không thích điều đó. Và gia đình Hiển thì từ trước giờ rất là kín tiếng. Hầu như là bản thân Hiển cũng như sống thì mặc dù là mình trong showbiz nhưng mà mình không thích show up hàng hiệu các thứ. Thì hai trong quyết định là ok, là coi như là giấu tới khi nào giấu, không ai biết thì càng tốt. Rồi cuối cùng chả hiểu sao lại tội ra Kobe. Khi mà được công chúng biết đến nhiều thì cái đó đầu tiên là cái áp lực với gia đình trước. Bởi vì gia đình Hiển thì khép kín quen rồi, và nhiều khi ra đường gặp bạn bè thì người ta hỏi thì gia đình cũng ngại các thứ. Thì nói chung lúc đó là cái thời gian khó khăn nhất là đối với gia đình thôi, còn việc cái vấn đề mà đối với công chúng thì thật sự là nó không phải là cái nặng lắm đối với Hiển. Tại vì sống mình sống ngày lúc nào mình cũng phải đối mặt là với gia đình. Thì ở trong gia đình của Hiển là 7-8 năm rồi, tức là cái mối quan hệ nó rất là thân thiết. Gia đình biết chứ không phải là không biết, nhưng mà không nói. Và để cho hai người Thích nghĩ là người lớn tuổi họ sẽ bảo là để rồi xem sẽ đến đâu. Tại vì không ai sẽ tin là giữa cái câu chuyện này nó sẽ có một cái gì nó kết thúc tốt đẹp hơn. Thì mọi người có thể sẽ suy nghĩ là Hiển còn trẻ, cho nên là nếu mà Hiển đã chấp nhận trải nghiệm thì gia đình không cản, nhưng mà không nói. Đó, đấy là một cái rất là văn minh từ gia đình Hiển. Thậm chí mẹ Thi cũng thế, cả gia đình Thi biết là nhưng mà không ai nói. Thực ra có thể mọi người sẽ phiền lòng nhưng mà nói để làm gì nếu như mà con mình chấp nhận đương đầu với cái đó. Chỉ khi mà báo chí nói nhiều quá thì bắt đầu gia đình sợ. Tức là gia đình Hiển thì có truyền thống kinh doanh, mà người kinh doanh thì họ cũng có những cái quy tắc riêng của họ, không thể nào mà cứ lên báo nói này nói nọ với gia đình mình được. Đó, còn Thi cũng thế, cũng là một gia đình nghệ sĩ, ba mẹ cũng có những cái gọi là sĩ diện riêng. Không thể đem chuyện con mình làm sản phẩm thì tốt, nhưng đem chuyện tình cảm của con mình ra nói trên báo chí thì các cụ hay gọi là cảm giác là bị xấu hổ. Thế nhưng mà đến lúc mà có Kobe rồi thì bỗng dưng là nó đúng như là một cái sợi dây kết thần thánh á, xóa tan mọi thứ. Và bây giờ thì Thi và Hiển nói chung là đều đang có một cái chính vì thế mà có áp lực công việc đến mấy thì cái cuộc sống tinh thần nó lại không bị nhiều, bởi vì là Kobe là cái sợi dây kết nối giữa gia đình làm cho tinh thần Hiển và Thi rất là thoải mái. Thì Thi nói là thoải mái, nhưng mà thực ra nếu mà nhìn cái câu chuyện nó sâu hơn một chút thì Thi còn nói là có thể là gia đình nhỏ kinh doanh rồi, biết Hiển còn trẻ thì có thể là để cho Hiển trải nghiệm cái chuyện yêu đương. Thế nhưng ở cái cảnh của người phụ nữ khi mà nghe cái chuyện yêu thì mình bị tổn thương, mình cũng rất là nghiêm túc với cái tổn thương nhiều, nhưng mà nếu bạn cứ đau đó vào một cái câu chuyện đó, bạn chả làm được cái gì cả. Thi nghĩ vậy. Thi là một người sống cực kỳ tình cảm chứ không phải là một người thiên về công việc, nhưng mà giống như là người ta hay gọi cái gì,
đa tính cách, tức là thi đa nhân cách. Thi đọc cái gì câu chuyện Ngày Mai Trở Lại Sáng ở Sydney Sheldon, nó hay có cái một cái cô đó. Thì lúc mà làm công việc thì sẽ lao như một con thiêu thân, nhưng mà tình cảm nói thật là cũng lao như một con thiêu thân, tức là Thi cũng không quan tâm luôn. Thành ra là Thi nghĩ tổn thương sẽ có, cái gì cũng sẽ có, nhưng mình phải hiểu được là mình đang ở đâu và mình đang cần cái gì, cái nào nó mới là cái đem lại cho mình hạnh phúc và tinh thần. Thi cần Hiền thì Thi sẽ phải yêu Hiền, và Thi và Hiền có con thì phải chăm đứa con cho thật tốt. Gia đình hay xã hội không chấp nhận, đấy là việc của gia đình và xã hội. Còn mình có sống với mình như thế nào? Mình phải sống được, phải ăn đủ 3 bữa một ngày. Mình có tự tử mà chết được đâu. Thành ra nghĩ vậy, đã suy nghĩ rất là nhiều rồi. Thi nghĩ là bây giờ nếu không sống một cách bình đẳng, tức là bình thản á, thì chả làm được cái gì cả. Mà cũng không dùng cái đó để tạo scandal, để thêm nổi tiếng. Bởi vì chả ai đi mời một cái cô mà lắm thị phi vào để một cái event vài ngàn. Thi thì lại không thích những cái điều đó. Có những vấn đề như là kinh doanh nhà hàng thì là có thể nó hơi xa lạ đối với Hiền. Thích kinh doanh hơn Thi. Hiền thích mở nhà hàng, mở quán cà phê, tức là thích làm cái gì đó thuộc về kinh doanh. Đúng là cái máu của cái gia đình truyền thống là kinh doanh. Còn Thi thì thích hát hò cơ, thích, tức là thích cái gì thuộc về nghệ thuật. Nên là mà những cái thuộc về nghệ thuật như Thi thì không kiếm ra tiền. Nói thật là kiếm ra tiền ở mức độ nó đủ sống, nhưng mà không thể nào nói là mua nhà lầu xe hơi khủng khiếp thì không thể. Thành ra là cái máu của Hiền thì Hiền cứ kích thích Thi là phải kinh doanh, kinh doanh. Lúc nào cũng phải ép phải mở cái này, mở cái kia. Xong lâu lâu ông nghĩ, đấy, tức là như thế. Thì thành ra là nó cố vấn được cho nhau, nó sẽ đỡ hơn. Hai người thì rất là gắn bó với nhau, được những người nhắc đến gia đình Phan Hiền. Thì cái câu chuyện của hai người là cái sự đối mặt của hai người đối với cái tình yêu của mình với gia đình mình như thế nào? Bình thường. Thế mà để Hiền nói cho Thi thấy bình thường. Thật ra nói chung đối với gia đình thì gia đình không có mặt là với gia đình. Thi ở trong gia đình của Hiền là 7-8 năm rồi, tức là cái mối quan hệ nó rất là thân thiết. Gia đình biết chứ không phải là không biết, nhưng mà không nói. Và để cho hai người, Thi nghĩ là người lớn tuổi họ sẽ bảo là để rồi xem sẽ đến đâu. Tại vì không ai sẽ tin là giữa cái câu chuyện này nó sẽ có một cái gì nó kết thúc tốt đẹp hơn. Thì mọi người có thể sẽ suy nghĩ là Hiền còn trẻ, cho nên là nếu mà Hiền đã chấp nhận trải nghiệm thì gia đình không cản, nhưng mà không nói. Đó, đấy là một cái rất là văn minh từ gia đình Hiền. Thậm chí mẹ Thi cũng thế, cả gia đình Thi biết là, nhưng mà không ai nói. Thực ra có thể mọi người sẽ phiền lòng, nhưng mà nói để làm gì nếu như mà con mình chấp nhận đương đầu với cái đó. Chỉ khi mà báo chí nói nhiều quá thì bắt đầu gia đình sợ. Tức là gia đình Hiền thì có truyền thống kinh doanh, mà người kinh doanh thì họ cũng có những cái quy tắc riêng của họ. Không thể nào mà cứ lên báo nói này nói nọ với gia đình mình được. Đó, còn Thi cũng thế, cũng là một gia đình nghệ sĩ, ba mẹ cũng có những cái gọi là sĩ diện riêng. Không thể đem chuyện... Thi vừa mới chia sẻ là trong công việc hay trong nhiều vấn đề thì Thi là một người quyết đoán, bạn cũng nhận cái điều đó. Và chính vì thế nó khiến đôi khi là mọi người không có được một cái sự thống nhất trong một quyết định nào đó. Thì được đây có phải là một cái rào cản khó khăn khi mà yêu một trên đường cùng? Không, thống nhất nhiều chứ. Hay là tính Thi luôn là người FV. Thật ra là khi mà đưa ra quyết định gì đó thì nói chung cả hai bên đều góp ý, nhưng mà thường cái người quyết định cuối cùng đều là Thi quyết định. Hiển thì nói đúng ra là làm người ta gọi là cái luật bù trừ, Hiển cố vấn cho Thi. Nếu không có Hiển thì nhiều khi Thi không dám làm. Nhưng nhiều khi ông hay chúi dại. Cụ thể có một lần nào đó. Không, nghĩ Thi thích mua bán quần áo. Ông chúi mình mua đi, mua cho xong rồi về bán từ từ. Nhưng mà có những lúc ông ấy bảo mình là phải làm cái này cái kia thì rất là đúng. Cái điều đấy là bạn học từ những gì hay là từ phản đối, nhưng mà cũng không có chấp nhận. Cho nên là cái thời gian đầu thì đa số là Hiển Thi là đều giấu, không có công khai. Bởi vì biết là gia đình không thích điều đó. Và gia đình Hiển thì từ trước giờ rất là kính tiếng, hầu như là bản thân Hiển cũng như sống thì mặc dù là mình trong số biết, nhưng mà mình không thích show up hàng hiệu các thứ. Thì hay cho quyết định là ok, là coi như là giấu được tới khi nào giấu, không ai biết thì càng tốt. Rồi cuối cùng chả hiểu sao lại tỏ ra Kobe. khi mà được công chúng biết đến nhiều thì cái đó đầu tiên là cái áp lực với gia đình trước. Bởi vì gia đình Hiển thì khép kín quen rồi, và nhiều khi ra đường gặp bạn bè thì người ta hỏi thì gia đình cũng ngại các thứ. Thì
nói chung lúc đó là cái thời gian khó khăn nhất là đối với gia đình thôi, còn việc cái vấn đề mà đối với công chúng thì thật sự là nó không phải là cái nặng lắm đối với hiện. Tại vì sống mình sống ngay lúc nào mình cũng phải đóng. Đem chuyện con mình làm sản phẩm thì tốt, nhưng đem chuyện tình cảm của con mình ra nói trên báo chí thì các cụ hay gọi là cảm giác là bị xấu hổ. Thế nhưng mà đến lúc mà có Cubi rồi thì bỗng dưng là nó đúng như là một cái sợi dây kết thần thánh á, xóa tan mọi thứ. Và bây giờ thì Thi và Hiển nói chung là đều đang có một cái chính vì thế mà có áp lực công việc đến mấy thì cái cuộc sống tinh thần nó lại không bị nhiều, bởi vì là Cubi là cái sợi dây kết nối giữa gia đình làm cho tinh thần của Hiển và Thi rất là thoải mái. Thì Thi nói là thoải mái, nhưng mà thực ra nếu mà nhìn cái câu chuyện nó sâu hơn một chút thì Thi còn nói là có thể là gia đình nhiều kinh doanh rồi, biết Hiển còn trẻ thì có thể là để cho Hiển trải nghiệm cái chuyện yêu đương. Thế nhưng ở cái cảnh người phụ nữ khi mà nghe cái chuyện yêu thì mình cũng bị tổn thương chứ, mình cũng rất là nghiêm túc với cái tổn thương nhiều, nhưng mà nếu bạn cứ đau đáu vào một cái câu chuyện đó bạn chả làm được cái gì cả. Thi nghĩ vậy. Thi là một người sống cực kỳ tình cảm chứ không phải là một người thiên về công việc, nhưng mà giống như